Cặp trai tài gái sắc ăn mặc đẹp chạy xe sang nhưng đi cướp điện thoại của một cậu bé gây phẫn nộ mạng xã hội. Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm này vào khoảng 12 giờ trưa ngày 28 tháng 5, một cặp đôi trai tài gái sắc ăn mặc gọn gàng chạy trên chiếc xe máy hiệu Honda SH. Dường như đã ngắm được mục tiêu con mồi, nam thanh niên điều khiển xe máy đã rẽ vào một lối nhỏ. Trong khi đó, cô gái ngồi sau cũng nhanh trí cởi chiếc áo khoác nhằm mục đích che bản mặt đẹp đẽ của mình trước những con mắt camera. Thấy cậu bé nhỏ tuổi đang cầm chiếc điện thoại và đi tung tăng trong con ngõ không có người lớn, cặp trai tài gái sắc đã lượn một vòng rồi sau đó giật chiếc điện thoại ở trên tay, mặc cho cậu bé dành hết sức lực để níu kéo nhưng bất thành, đành khóc òa lên trong sự tuyệt vọng sợ hãi. Dường như nghe tiếng khóc và phát hiện sự việc, một nam thanh niên mặc áo màu cam đã phi ra đường để chặn đứng hai tên cướp. Thế nhưng vì không đủ dứt khoát nên chúng đã bỏ chạy thành công. Chiếc xe máy mà cặp đôi sử dụng khi ra tay có biển kiểm soát 60C 88053. Tuy nhiên chưa biết đây có phải biển số giả hay là không. Bên dưới clip, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi rõ ràng nhìn hai con người ấy không hề đến nỗi ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, chạy xe sang, thế nhưng không thể ngờ bản chất con người lại tha hóa, bần cùng đến nông nổi như vậy. Hy vọng rằng với đoạn clip trên, công an sẽ sớm điều tra và bắt được chúng để không còn xảy ra những vụ việc phẫn nộ tương tự trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.